Xin chào các bạn, mình giới thiệu đến các bạn hôm nay là nồi chiên Aqua có nhãn hiệu là AQ938. Thì ở đây là đi kèm sản phẩm là có một sách hướng dẫn sử dụng và một cái phiếu bảo hành. Thì ở đây có những cái điều kiện bảo hành thì các bạn có thể xem. Đây, các bạn thấy nhá. Thì ở cái phần sách hướng dẫn sử dụng thì nó đã có viết bằng tiếng Việt. Tất cả những thứ mà cần thiết cho nồi hoặc là những thứ được và không được ấy thì đều được viết tiếng Việt ở đây hết. Và đi kèm sản phẩm, đi kèm phụ tùng, đi kèm sản phẩm ấy thì đầy đủ như hình mô tả. Ở khay vỉ này thì nó chỉ có một cái thôi các bạn nhé. Ở phần số 5 này nó sẽ chỉ có một cái vỉ như thế này. Đấy, ở phần số 6 chính là cái khay lọc đựng mỡ. Phần số 7 chính là cái gắp này. Phần số 8 là cái xiên thẳng này nhá. Cái số 9 là lồng nướng. Cái 10 là những que xiên thịt này. Và số 11 chính là hai cái đĩa để xiên thịt nha, để xiên cái que xiên vào ấy. Chỉ có duy cái số 5 này ấy, thì ở trong hình là có hai cái, nhưng mà đây là cái nhà sản xuất người ta in thừa. Về thực tế thì là nó có một cái khay như thế này. Tiếp đến thì ở sách hướng dẫn sử dụng cũng có những thứ như người ta có ghi đầy đủ. Đấy, nên rửa tay như thế nào, đặt khay ra làm sao. Và ở đây là xiên quay. Đấy. Thì ở đây là người ta sắp xếp cho mình là một cái biểu đồ nấu ăn. Thì có những cái thời gian và những cái nhiệt độ mà mình đề theo. Và ở cái biểu đồ nấu ăn ấy thì có những cái như là hâm nóng, lấy khoai tiên. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn ở trên màn hình chính. Đây là mô tả của màn hình cảm ứng, nó gồm như thế này. Và tí nữa mình cũng sẽ hướng dẫn sau. Thì chúng mình cùng đi vào tìm hiểu những cái bộ phận. Như lúc nãy mình nói thì thứ nhất là đây là cái khay đựng thức ăn, khay đựng nướng ấy. Cái này là khay ở phía dưới, là nó là khay đựng mỡ. Cái này là lồng nướng, lồng nướng thì có ở đây. Đây, mở lồng nướng ra và bỏ ví dụ như khoai tây hoặc là lạc hoặc là bỏng ngô gì đấy. Đấy. Đây, đậy mạnh vào. Đây, người ta cũng ký hiệu cho mình là R và L. L trong tiếng Anh là left. Đấy. R đây là right ấy, là trái phải ấy. Đấy, ký hiệu cho trái phải các bạn nhé. Thì ở đây là có một cái phần quan trọng nhất trước khi mà mình muốn vào giới thiệu về nồi. Thì đấy là cách lắp cái xiên nướng nghe nhé. Cái này các bạn chú ý nhé. Cái đầu tiên ấy là nó sẽ có hai cái miếng như thế này. Đấy, hai cái miếng như thế này. Thì mình sẽ để như thế này nhé. Thì đầu tiên mình sẽ xiên cái que xiên này vào. Nó có chữ R ở đây. Right là bên phải. Đấy, đúng không? Thì lắp như thế này. Các bạn lắp như thế này nhá. Chú ý nhá. Mở cái con ốc này ra này. Mở con ốc này ra. Và đút cái que này vào. Đấy, đến như thế này. Nó phải qua cái vạch này.
Sau các bạn siết cái con ốc này, siết con ốc này lại. Ok chưa? Đấy, và tiếp đến là cái này, cái bên này cùng làm như vậy. Rồi nhìn nó cân bằng nhá. Ví dụ cái con ốc này nó đang nằm ở hình vuông góc như thế này thì con ốc này nó cũng ở như thế này. Rồi, để cho nó cân bằng. Đây, hai con ốc nó nằm trên một cái đường thẳng. Đấy, và các bạn bỏ vào ở trong này. Sau này là vặn nó vào nhá. Vặn vặn thật chắc, mình lấy tay vặn hết sức. Ok, thì đến phần các que xiên ấy. Đấy, các que xiên thì các bạn làm theo mình nhé. Đấy, các bạn bỏ cái que xiên vào đây. Bỏ cái que xiên vào cái lỗ này nhá. Đấy. Đấy, cái que xiên nhá. Bỏ cái que xiên vào lỗ này. Đấy, và ở cái phần này ấy. Đấy, mình sẽ để xuống cho nó có cái độ bám nhá. Đấy, cái này đút vào đây. Và cái này bỏ vào cái rãnh này này. Đấy, cái bỏ cái rãnh này nhá. Các bạn bóp bóp và đấy, bỏ bỏ nó xuống rãnh như thế này. Đấy, và cùng như thế mình lần lượt làm những cái khác nhá. Rút vào đây. Đấy, và cái này bỏ bỏ xuống rãnh và bóp bóp cái đầu nó lại. Đấy, và bỏ xuống. Đấy, tiếp đến nhá. Cứ cứ thế, cứ lần lượt cứ bình tĩnh thôi, đút vào đấy, xong rồi bóp cái này, bỏ xuống rãnh. Đấy, tiếp đến những cái còn lại cùng làm như vậy, đút vào đây, sau này cái này ấy, là bóp xuống để vào rãnh. Đó, các bạn cứ làm thôi, nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì khó khăn đâu. Cần bỏ cái này vào cái lỗ đây này. Đó. Còn cái này ấy, thì nó có một cái rãnh ở đây. Đấy, nó có một cái rãnh ở đây. Các bạn lấy dùng sức một tí bóp nó và để nhẹ nó xuống. Đúng. Đấy. Đó. Nhẹ nhàng thôi, nó cũng không có gì. Mình vừa làm vừa quay cho các bạn nên là nó kiểu thao tác chậm ấy. Đút vào đây. Xong rồi bóp để xuống rãnh. Đấy, các bạn cứ lần lượt làm như thế thì khi mà đây là mình lắp không thôi, nhưng mà các bạn là phải nhét những cái miếng thịt vào đây này, các bạn phải nhét 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 hết đầy những miếng thịt này, xong rồi các bạn cứ bỏ vào đây, các bạn cứ bóp nó xuống thôi. Đấy, mình phải dùng sức một tí vì cái này nó là để nó giữ khỏi bị trượt ra ấy, thì nó mới có cảm giác là chắc đấy. Đấy, nó phải chắc như thế này thì nó mới không bị rơi ra các bạn ạ. Rồi, bỏ. Đây mình làm cái cuối cùng này. Đây, bỏ vào đây này. Bỏ đây nhá. Cái lỗ. Rồi. Cái cuối cùng là đây, bỏ xuống này. Để xuống cái lỗ này. Đó. Như thế này nhá. Như thế này là hoàn thiện rồi này. Đấy, những cái thanh như thế này nó nằm xuống cái rãnh này. Đó. Còn những cái mà chân này nó sẽ nằm vào những cái lỗ này. Đấy là cách lắp xiên nướng nhá. Ok chưa? Còn đúng rồi, mình còn lắp cái xiên mà như thế này ấy. Xiên ngang ấy thì nó cũng là thay vì mình lắp xiên nướng thì mình vặn cái này vào cái này thôi. Cái này dùng để xiên những cái nguyên con gà ấy. Thì mình dùng cái này. Đấy, kết hợp với cái thanh này. Các bạn nhớ nhé. Rồi, đấy là mình giới thiệu sơ qua những cái phụ kiện. Đây, và bây giờ là mình sẽ vào cái phần chính là cái nồi nhá. Đây, cái nồi thì bây giờ mình sẽ bật công tắc nguồn. Thì ở đây là cái màn hình, mình sẽ ấn tắt cái đó. Đấy, mình sẽ ấn tắt và nó sẽ hiện ra ọp như thế này. Bây giờ mình bật lại nhé. Đây, ở khi màn hình mà khởi động lên ấy, thì là màn hình nó sẽ như thế này. Mình sẽ ấn cái nút nguồn ở đây. Ở đây ấy, nó có cái tăng giảm nhiệt độ.
Đấy, max là 200. Còn min thì là để mình thử xem là không biết nó min là bao nhiêu các bạn nhé. À, min min của nó là 80 các bạn nhé. Nhiệt độ thấp nhất là 80 độ C và nhiệt độ cao nhất đấy là 200 độ C. Đấy, nhiệt độ cao nhất là 200 độ C. Rồi thì ở đây là cái mức thời gian mà các bạn set nhé. Ở đây có những cái mức set nhiệt là menu cài đặt sẵn này. Đấy, mình sẽ làm lại. Mình làm lại một lần nữa. Đấy, ở đây nó có những cái menu cài đặt sẵn giống như trong sách vậy. Nếu mà để một tí là nó sẽ hoạt động ngay. Đấy, những cái menu như thế này nó giống như là trong cài đặt sẵn. Ví dụ là cái số 2 này là cái hâm nóng nhá, hâm nóng ở đây nhá. Đấy, ở khoai tây chiên là nó là cái đầu tiên này. Rồi bò bít tết là cái tiếp theo đây, rồi cá, tôm, pizza, rồi là đùi gà, là bánh, rồi gà quay, cái này là chức năng gà quay nhá. Là gà quay là khi mà là mình có thể để cái lồng này này hoặc là cái xiên này. Đấy, để vào trong này thì đây là cái gà quay nhá. Rồi tiếp theo là cái này là rau. Đấy, và khi mà mình muốn làm cái chức năng quay ấy để làm sao cho cái lồng nó quay nhá thì mình sẽ ví dụ cho các bạn luôn. Đấy, mình sẽ ví dụ nhá. Đấy, ví dụ là mình để cái này hướng vào đây. Bây giờ à đúng là mình sẽ hướng dẫn các bạn là để cái lồng này vào đây nhá. Đấy, thì cái này nó sẽ nằm ở bên tay phải. Đây, cái này này nó này nằm ở bên tay phải đây này. Đấy, là giống như mình hướng dẫn là cái right đây này là bên tay phải. Đấy, cái mà có dấu dấu như thế này các bạn nhìn về lưu ý nhé. Còn cái này nó nằm ở bên tay trái này. Mình sẽ đưa theo hướng khoảng tầm 30 độ vào như thế này. Đấy, để vào đây. Để vào đây. Đấy là mình để tay không trước ví dụ cho các bạn nhé. Đấy, để vào đây. Và đặt xuống như thế. Đấy là cách đặt lồng. Còn khi mà nóng ấy thì các bạn phải sử dụng cái này. Không thể nào mà sử dụng tay cầm được. Khi mà nóng ấy thì phải là đặt vào đây. Rồi nhấc lên. Đấy, sau này là đưa ra như thế. Chứ không thể nào mà đưa tay vào được. Đấy, bây giờ mình dùng tay cho nó nhanh thôi. Đấy, mình dùng tay cho nó nhanh nhá. Đấy, mình để vào và mình đóng nắp lại. Okay, mình để cái bạn chú ý là để khay hướng mở ở dưới nhá. Ok, mình sẽ đóng nắp nhá. Đấy, bây giờ mình muốn cái lồng nó quay đúng không? Đấy, mình sẽ chọn, mình sẽ đặt cái ví dụ là mình đặt một cái nhiệt độ bình thường hoặc mình ấn vào đây cũng được. Đấy, nó chức năng sạc đây. Ok, và đây là cái nút đèn nhá, bật đèn lên. Đấy, là nó quay sẵn. Vì là vì sao? Vì là mình ấn chức năng gà quay luôn. Nhưng nếu mà mình không ấn cái chức năng gà quay ấy thì muốn nó quay thì phải làm như thế nào? À, mình sẽ làm cho các bạn lại luôn. Đấy. Thì mình cũng set nhiệt độ như bình thường. Mình sẽ set nhiệt độ hoặc là thời gian theo cái mà các bạn mong muốn. Đấy, mình bật đèn lên các bạn thấy nhá. Nếu nếu như thế này nó không quay đúng không? Và bây giờ mình muốn quay thì mình sẽ ấn cái nút này. Cái nút này là nút quay các bạn nhá. Đấy, nó đã quay như thế này rồi. Đó. Bây giờ mình tắt. Vì là có một số bạn là hỏi là cái kích thước của cái nồi này là bao nhiêu thì cũng rất là may mình đã chuẩn bị sẵn cái thước ở đây rồi.
trước bề rộng đây nhá là 27, gần 27 cm, 26 cm hơn. Và cái bề sâu ấy, bề sâu là nó rơi vào tầm 24 đến 25 cm. Đó. Và cái chiều cao là rơi vào tầm 17 18 cm. Đấy, đấy là cái kích thước thật của cái lòng nồi các bạn nhé. Mình sẽ đo cái kích thước của nồi. Để ví dụ những nhà nào mà có bếp ấy, thì các bạn có thể là để vào kích thước của cái nồi là 30 này, 37 này. Đó. Đấy. Và cái bên ngang này này rơi vào tầm 27. Đó. Đây là kích thước của nồi. Đấy thì đây là tất cả những thứ gì mà mình muốn giới thiệu về nồi chiên Aqua, mã hiệu AQ938, dung tích là 12 lít. Thì bộ phụ kiện rất là đầy đủ, bao gồm là lồng nướng, xiên nướng, khay đựng và khay đựng mỡ và khay đựng thức ăn, sách hướng dẫn và thẻ bảo hành. Thì bên mình là sản phẩm này bên mình hỗ trợ bảo hành 6 tháng đổi mới, lỗi một đổi một, và là 6 tháng sau là sửa chữa các bạn nhé. Thì mọi thông tin các bạn có thể liên hệ qua hotline của bên mình hoặc là bên trong những cái sàn thương mại điện tử và bên mình đã đăng bán hàng. Thì các bạn có gì các bạn cứ liên hệ với bên mình sẽ hỗ trợ tận tình và chu đáo.